này quyết định bắt đôi chim non này để cho khách hàng giữ đây con, cầm đang quay cầm thấy có những thằng này. Đợi tí đã. Đó. Bố mẹ đây. Bố mẹ đây. Đó. Nên cái rổ đây này đựng chim non. Đây là một đôi. Đó. Em thấy ok chưa? Bán chim non bắt nguyên bản từ trong ổ bắt ra. Đó. Và bây giờ mình sẽ đẩy ra tấm lô vào. Các bạn thấy đây là những chú chim đến đúng tuổi bón, đến đúng tầm bón. Mình sẽ để cho các bạn. Đấy. Rồi xuống bên kia, cầm đây. Cầm đấy, nó có cắn đâu.